Hải quân ba nước Trung Quốc, Nga và Iran vừa hoàn tất các cuộc tập trận chung ở vịnh Oman mang tên Vành đai An ninh Hàng hải 2024, diễn ra từ ngày 11 tới ngày 15 tháng 3. Cuộc tập trận tập trung vào các hoạt động chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, giải cứu vũ trang các tàu buôn bị cướp và các đối tượng khác, nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế hàng hải. Cuộc tập trận chung năm nay diễn ra trùng thời điểm gia tăng căng thẳng trong khu vực, khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Song song với đó, lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Cuộc bầu cử Tổng thống tại Nga đã chính thức bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 3 và sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày thay vì 1 ngày như trước đây. Các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu mở cửa vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 3 theo giờ địa phương ở vùng Viễn Đông của Nga. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, việc tổ chức bầu cử trong 3 ngày thay vì 1 ngày như trước đây cho phép tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn và giảm bớt áp lực thời gian cho các ủy ban bầu cử địa phương. Trung tâm Khảo sát Dư luận Xã hội Nga ước tính tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay sẽ là khoảng 71%, cao hơn so với 6 năm trước. Rất đông cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ sớm. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bổ nhiệm ông Mohamed Mostafa, cố vấn có uy tín lâu năm trong lĩnh vực kinh tế, làm thủ tướng mới và giao nhiệm vụ cho quan chức này thành lập chính phủ thứ 19 của chính quyền Palestine. Theo hãng thông tấn chính thức Wafa của chính quyền Palestine, ông Mostafa, 69 tuổi, là chủ tịch Quỹ đầu tư Palestine, kiêm cố vấn kinh tế cao cấp của Tổng thống Abbas. Ông Mostafa tốt nghiệp Đại học George Washington tại Washington, Mỹ và là ủy viên Ủy ban điều hành độc lập của Tổ chức Giải phóng Palestine. Quyết định bổ nhiệm ông Mostafa được đưa ra sau khi chính phủ Palestine, dưới quyền lãnh đạo của cựu thủ tướng Mohamed Sayed, từ chức giữa bối cảnh đầy thách thức do những diễn biến phức tạp ở dải Gaza, bờ Tây và Jerusalem. Bước đi này cũng trùng khớp với sức ép ngày càng tăng cao đối với Tổng thống Abbas, yêu cầu nhà lãnh đạo này cải tổ chính quyền Palestine và khởi xướng quá trình thiết lập bộ khung chính trị đủ năng lực quản lý nhà nước Palestine trong tương lai sau cuộc xung đột ở Gaza. Theo một nguồn tin giấu tên của Palestine, tân thủ tướng Mostafa sẽ nỗ lực thiết lập chính phủ kỹ trị, bao gồm các chuyên gia, với một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công cuộc tái thiết dải Gaza hậu xung đột. Một nguồn thạo tin cho biết Hamas đã đưa ra đề xuất ngừng bắn ở Gaza với các nhà hòa giải, bao gồm giai đoạn đầu tiên là thả phụ nữ, trẻ em, người già và con tin ốm yếu để đổi lấy việc thả 700 tới 1.000 tù nhân Palestine. Trong số này có khoảng 100 tù nhân Palestine đang thụ án chung thân trong các nhà tù của Israel. Hamas cho biết họ sẽ thống nhất về ngày ngừng bắn lâu dài sau cuộc trao đổi con tin và tù nhân ban đầu. Thời hạn để Israel rút khỏi Gaza sẽ được thống nhất sau giai đoạn đầu tiên. Tất cả những người bị giam giữ từ hai phía sẽ được thả trong giai đoạn thứ hai của kế hoạch. Trong khi đó, Israel đánh giá đề xuất do phong trào Hồi giáo Hamas vừa công bố là không thực tế. Hôm qua ngày 14 tháng 3, hãng tin Reuters dẫn lời các cựu quan chức Mỹ cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump từng ủy nhiệm cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA tiến hành chiến dịch bí mật trên mạng xã hội Trung Quốc nhằm mục đích hướng dư luận ở Trung Quốc chống lại chính phủ nước này. Ba cựu quan chức có hiểu biết trực tiếp về chiến dịch tối mật này nói với Reuters rằng CIA đã thành lập một nhóm nhỏ đặc vụ sử dụng danh tính giả trên Internet để truyền bá những câu chuyện tiêu cực về chính phủ Trung Quốc, đồng thời rò rỉ thông tin tình báo, có ý chê bai các cơ quan báo chí nước ngoài. Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tin tức về chiến dịch tuyên truyền của CIA cho thấy chính phủ Mỹ sử dụng không gian dư luận và nền tảng truyền thông làm vũ khí để truyền bá thông tin sai lệch và thao túng dư luận quốc tế. Theo các nhà phân tích, chiến dịch của CIA báo hiệu sự quay trở lại với các biện pháp Mỹ từng dùng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Quân đội Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận phối hợp tấn công trên không quy mô lớn nhằm tăng cường năng lực tác chiến chung. Thông báo của quân đội Hàn Quốc nêu rõ cuộc tập trận kéo dài 5 ngày kể từ ngày 11 tháng 3 diễn ra ở tỉnh Gyeonggi xung quanh thủ đô Seoul và quận miền núi Inje. Tham gia tập trận có khoảng 1.400 quân nhân, hơn 40 máy bay trực thăng và máy bay vận tải.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho biết, châu Âu cần luôn cảnh giác nếu muốn hòa bình, đồng thời cảnh báo về cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine. Trả lời phỏng vấn, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh, có quá nhiều thứ mà châu Âu không thể lường trước được trước xung đột Nga-Ukraine. Ông cũng cho rằng, Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn trên thực địa và cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ các đồng minh. Tổng thống Pháp hồi tháng trước tuyên bố, không loại trừ khả năng triển khai quân châu Âu đến Ukraine trong tương lai. Động thái khiến nhiều nhà lãnh đạo các nước châu Âu phản đối. An ninh đang là chủ đề nóng nhất của Đại hội Thể thao Olympic Paris 2024, và Pháp đã chuẩn bị dốc toàn lực để đảm bảo an toàn cho sự kiện này với sự hỗ trợ của các đơn vị chống máy bay không người lái. Trung tâm điều phối chống máy bay không người lái sẽ được đặt tại căn cứ quân sự Villacoublay, ngoại ô Paris. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, các sĩ quan sẽ theo dõi lưu lượng trên không và tiến hành xác định các máy bay không người lái thông qua radar hoặc hình ảnh do nhân viên mặt đất tại các địa điểm Olympic gửi đến. Lực lượng chức năng sẽ sớm thực hiện vô hiệu hóa các máy bay được xác định có nguy cơ. Ngoài ra, các sĩ quan còn được trang bị súng chống máy bay không người lái, có chức năng gây nhiễu tín hiệu radio hoặc bắn hạ máy bay không người lái bằng tia laser. Theo lịch trình, Đại hội Thể thao Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Một trận bão tuyết lớn đã đổ bộ vào bang Colorado của Mỹ, khiến nhiều trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa. Các đoạn đường cao tốc dẫn đến thành phố Denver cũng rơi vào tình cảnh tương tự, khi các nhà khí tượng học cảnh báo các phương tiện giao thông không thể di chuyển trên tuyến đường này. Chia sẻ trên mạng xã hội, thị trưởng thành phố Denver Mike Johnston cho biết, chưa từng thấy cơn bão nào như vậy trong vài năm qua. Theo cơ quan thời tiết Mỹ, khu vực vùng núi Front Range và đồi Foothill sẽ hứng lượng lớn tuyết rơi, trong đó có một số nơi có lượng tuyết dày tới 1,2 mét. Bão tuyết xảy ra trong bối cảnh các khu vực khác của nước Mỹ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Nhiều địa phương ở bang Kansas và Missouri phải hứng chịu mưa đá và dự báo có lốc xoáy. Thưa quý vị, một báo cáo mới đây của các nhà khoa học châu Âu cho thấy có hơn 16.000 hóa chất tồn tại trong các sản phẩm nhựa, từ bao bì thực phẩm, đồ chơi trẻ em cho đến thiết bị y tế, tức là nhiều hơn 3.000 so với ước tính trước đây của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP và các tổ chức khác trước đây đã xác định được 13.000 hóa chất trong nhựa. Còn báo cáo của nhóm các nhà khoa học châu Âu đã tìm thêm được 16.000 hóa chất khác, và 1/4 trong số đó được cho là có hại cho sức khỏe của con người và môi trường. Tác giả chính của báo cáo, ông Martin Wagner, nhà nghiên cứu chất độc môi trường cho biết, chỉ riêng một sản phẩm nhựa có thể tìm thấy từ hàng trăm đến hàng nghìn hóa chất. Báo cáo do Hội đồng Nghiên cứu Na Uy tài trợ được đưa ra khi các nhà đàm phán chính phủ đang vật lộn để đưa ra hiệp ước đầu tiên trên thế giới nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm nhựa ngày càng gia tăng trong bối cảnh có khoảng 400 triệu tấn chất thải nhựa được sản xuất mỗi ngày. Nhưng chỉ giải quyết vấn đề rác thải nhựa thôi thì chưa đủ để bảo vệ con người. Bà Jan Monkey, Giám đốc điều hành bao bì thực phẩm Thụy Sĩ và đồng tác giả báo cáo cho rằng thế giới cần phải thực sự xem xét toàn bộ vòng đời của nhựa và phải giải quyết vấn đề hóa chất. Theo bà, nhựa có thể thấm vào môi trường, bao gồm cả nước và thực phẩm mà con người tiêu thụ, dẫn đến những kết quả bất lợi cho sức khỏe. Những hóa chất này có thể thấm từ sản phẩm và thực phẩm. Và khi quá trình rửa trôi đó xảy ra, con người sẽ ăn những hóa chất này cùng với thức ăn của mình. Hiện nay, chúng ta đang tìm thấy hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn hóa chất nhựa trong cơ thể con người. Và một số hóa chất có liên quan đến những hậu quả bất lợi cho sức khỏe, bao gồm các vấn đề liên quan đến khả năng sinh sản và bệnh tim mạch. Ngành nhựa cho biết bất kỳ hiệp ước nào cũng nên thúc đẩy việc tái chế và tái sử dụng nhựa. Nhưng các nhà khoa học nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch hơn về những hóa chất, bao gồm chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến và tạp chất đang được sử dụng trong nhựa, bao gồm các sản phẩm tái chế. Báo cáo cho biết 1/4 số hóa chất được xác định thiếu thông tin cơ bản về danh tính hóa học của chúng. Chỉ 6% hóa chất có trong nhựa được quy định trên phạm vi quốc tế. Đó là điều mà Hiệp ước về nhựa có thể giúp giải quyết. Các cuộc đàm phán về hiệp ước này sẽ được tiếp tục vào tháng tới tại Ottawa, Canada, với mục tiêu hoàn tất hiệp ước vào tháng 12 tại thành phố Busan của Hàn Quốc. Khu vực Kashmir của Ấn Độ thuộc dãy núi Himalaya, nổi tiếng với những ngọn núi tuyết bao phủ. Đây cũng là địa điểm được ưa thích cho các hoạt động thể thao và du lịch vào mùa đông. Sau những ngày khô hạn và ấm áp thì đợt tuyết rơi mới nhất đã khiến cho khu vực này nhộn nhịp trở lại và giúp cải thiện cuộc sống của những người dân địa phương sống dựa vào nghề du lịch. Tuyết rơi phủ trắng vùng thung lũng,
lại là niềm vui cho những người dân địa phương như ông Mustamir. Ông sống bằng nghề kinh doanh ngựa cưỡi. Mùa đông năm nay, ông gần như không có việc làm vì các khu du lịch không có tuyết. Ở huyện Budgam, chúng tôi rất lo lắng vì khu vực này không có tuyết rơi, không có việc làm. Nhưng kể từ khi tuyết bắt đầu rơi, cơ hội việc làm cũng được cải thiện. Tuyết rơi đã thu hút khách du lịch đến khám phá vùng núi xinh đẹp. Nhiều người lựa chọn cưỡi ngựa để du lịch quanh các thung lũng và những vùng đồi phủ đầy tuyết trong vùng. Cưỡi ngựa rất thú vị, vì đây là địa hình rất khó khăn để di chuyển bằng ô tô, nên cưỡi ngựa thuận tiện hơn. Tôi cảm thấy thực sự dễ chịu khi được khám phá vùng đất này. Tình trạng khô hạn trong mùa đông ở Kashmir đã khiến các khu trượt tuyết vắng người và các kỳ nghỉ ở dãy Himalaya thuộc Ấn Độ bị hủy bỏ. Các nhà khoa học cho rằng mùa đông bất thường này có thể liên quan tới hiện tượng thời tiết El Nino. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai của Hà Nội 18 giờ.